Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ban ngành quận huyện nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Theo báo cáo tại cuộc họp, hôm nay Đà Nẵng ghi nhận thêm 10 ca mắc mới, tổng cộng từ hôm qua đến nay là có 34 ca mắc mới, tập trung tại đường Nguyễn Phước Nguyên, kiệt 407 Lê Duẩn và kiệt đường Lý Thái Tổ. Quận Thanh Khê đã thần tốc truy vết, cách ly, phong tỏa, xét nghiệm các trường hợp liên quan với ca mắc trên địa bàn. Đã kích hoạt lại 7 cơ sở cách ly và đã cách ly 407 trường hợp, bao gồm người về từ vùng dịch, xét nghiệm SARS-CoV-2 trên 10.160 lượt người. Về việc phòng chống dịch thì vẫn còn nhiều người tập trung tập thể dục. Đề nghị các địa phương tuyên truyền cho người dân là quy định không tập trung quá 5 người vẫn còn hiệu lực và đề xuất là dừng hoạt động các xe buôn bán trái cây bán lẻ trên lòng lề đường. Công an thành phố cho biết đã xử lý nghiêm, kiểm điểm chốt kiểm dịch để xảy ra tình trạng ca mắc trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị địa phương tiếp tục triển khai theo đúng các kết luận của cuộc họp hôm qua, khẩn trương tiến hành truy vết F0 phát sinh trong hôm nay và phải làm việc với tinh thần nhanh, quyết liệt, đảm bảo khống chế dịch. Đồng thời, qua nghe báo cáo vẫn còn thấy lúng túng trong triển khai xét nghiệm. Vì vậy, bên cạnh truy vết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị triển khai ngay kế hoạch xét nghiệm mới ngay ngày mai. Còn đối với các chốt kiểm dịch, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị. Tôi đề nghị là Ban chỉ đạo giao cho các ngành tiến hành tổ chức lại các cái chốt này. Và chúng ta phải tăng cường thêm các cái điều kiện cơ sở vật chất như là lều bạt, rồi quạt, phục vụ ngay cho những người dân người ta chờ đợi khi vào các cái chốt khai báo. Rồi phân luồng tổ chức, nói như anh Hồng ấy, là phải có một cái tổ chức cho nó bài bản. Rồi tăng cường thêm các cái điều kiện về phương tiện như là máy quét, mã QR code, rồi camera, như là ý kiến đồng chí chủ tịch vừa chỉ đạo. Rồi bổ sung thêm các cái nguồn nhân lực. Thì tóm lại là tôi đề nghị là phải tiến hành tổ chức ngay. Và chính chúng ta cần rút kinh nghiệm ở các cái điểm chốt. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị tiếp tục quản lý chặt chẽ các khu cách ly, phong tỏa, tránh lây nhiễm chéo, ca nghi ngờ giám sát chặt chẽ. Tại các chốt kiểm dịch, giao cho công an thành phố bố trí sắp xếp lại kiểm tra khu vực này khoa học chặt chẽ. Các hàng lưu động chấm dứt hoạt động, giao cho Sở Công Thương kiểm tra chợ đầu mối, đề nghị quận, huyện tổng hợp ra soát lại, xét nghiệm các trường hợp tại kiệt 407 Lê Duẩn và công ty nhựa Duy Tân, xử lý nghiêm đúng quy định các trường hợp đi vào thành phố không đảm bảo phòng chống dịch.